Với lại Buka nhận ra được một điều nha, sau 2 ngày nhận ra một điều rất quan trọng luôn á. Đồng chí đại đội trưởng là khắc tinh của Buka. Mỗi lần mà cái gì mà dính tới đồng chí đại đội trưởng một cái là coi như là gãy ngang vậy đó. Đó, cái lúc mà bắn súng cũng vậy. Là thay vì là đồng chí trung đội trưởng là người hay hướng dẫn tiểu đội của Buka thì Buka cảm thấy rất là thích. Mình cũng lo là sẽ rớt vô cái vị trí ngay cái chỗ của đồng chí đại đội trưởng, nhưng mà cuối cùng rớt thiệt nha, ngay đó luôn. Là đồng chí đại đội trưởng là người sẽ hướng dẫn đi theo mình để mà lên điểm bắn. Thì cảm thấy đúng là khắc tinh rồi. Ngày đầu tiên là bị la cái vụ mà đi trễ, cũng nói nặng, cũng hơi buồn. Xong tới qua ngày thứ hai này, sáng dậy đi bắn này, xong rồi đưa lên điểm bắn, bắn trượt hết 3 phát. Xong tới cuối cùng, cuối cùng là cái phần mà vượt địa hình đó, thì cũng là đồng chí đại đội trưởng đứng kế bên. Lúc mà Buka hy sinh là đồng chí đại đội trưởng đang đứng gần đó, đang quan sát đứng gần đó và là người chỉ huy. Mỗi lần mà thi cử mà có đại đội trưởng vô là coi như là không điểm luôn à. Không hiểu luôn. Mới có 2 ngày thôi nhưng mà thấy là không hợp phong thủy với lại đại đội trưởng.